Trung Cộng cho biết đang điều tra báo cáo cờ trên xe chở đại sứ Nhật Bản bị giật, tin từ Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước cho biết chính quyền Trung Cộng đang điều tra nghiêm túc báo cáo cho biết lá cờ trên xe chở đại sứ của Nhật Bản đã bị giật rách tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Theo nguồn tin của Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Cộng, chiều hôm qua, chiếc xe chở đại sứ Uchiro Niwa khi đang chạy trong khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh thì đã bị hai chiếc xe hơi khác ép và bắt dừng lại. Một người đàn ông ngồi trên một trong hai chiếc xe đó đã nhảy xuống, giật lá cờ Nhật Bản cắm trên xe và sau đó bỏ đi. Thông tin cũng cho biết, đại sứ Niwa không bị thương trong vụ tấn công này. Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật đang căng thẳng do những tranh chấp lãnh thổ từ quần đảo Điếu Ngư hay còn gọi là Senkaku. Đầu tháng này, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản ra bắt giữ các nhà hoạt động Trung Hoa khởi hành từ Hồng Kông và đã đặt chân lên quần đảo đang có tranh chấp. Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã diễn ra ở các thành phố của Trung Cộng trong hai ngày cuối tuần qua. Quần đảo không có người ở được gọi là Senkaku tại Nhật Bản và được gọi là Điếu Ngư tại Trung Cộng. Từ lâu đó là nguồn gốc của sự xung đột giữa Tokyo và Bắc Kinh. Cả hai đều đang tuyên bố chủ quyền đối với các đảo nhỏ và các khu vực đánh cá xung quanh, cùng với nguồn khí đốt tiềm năng phong phú dưới đáy biển.